Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin chia sẻ với mọi người về diễn Bảo Lãnh ca 1, là diễn đính hôn, hôn phu hôn thê Bảo Lãnh, hoặc là diễn LGBT. Diễn đính hôn là diễn hai người chưa đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Qua video clip này Điệp xin chia sẻ về điều kiện bảo lãnh của diễn ca 1, các hồ sơ cần chuẩn bị khi mở hồ sơ bảo lãnh, chi phí bảo lãnh và các câu hỏi phỏng vấn và kinh nghiệm phỏng vấn. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Visa diễn ca 1 là visa diễn không định cư. Visa này cấp cho hôn phu hôn thê của công dân Mỹ, nghĩa là người có quốc tịch Mỹ mới được bảo lãnh diễn hôn phu hôn thê diễn đính hôn này. Sau khi hôn phu hôn thê được bảo lãnh qua Mỹ, hai người phải đi đăng ký kết hôn trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hôn phu hôn thê nhập cảnh vào Mỹ. Và sau khi kết hôn, anh chị sẽ nộp hồ sơ đến Sở Di trú USCIS để xin điều chỉnh tình trạng visa K1 từ không định cư thành diện visa định cư, còn gọi là thường trú nhân. Thời gian bảo lãnh diễn ca 1 trung bình từ 8 cho đến 12 tháng. Thời gian làm hồ sơ này nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như tùy theo tình trạng mỗi hồ sơ cá nhân, như là bị yêu cầu bổ sung thêm bằng chứng thì sẽ mất thêm thời gian. Số lượng hồ sơ nộp vào Sở Di trú là nhiều hay ít vào thời điểm đó. Tiến độ xử lý của Sở Di trú hoặc là có các sự kiện xảy ra bất ngờ. Và thời gian này sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh diện K1. Bảo lãnh diện K1 sẽ có 3 giai đoạn chính và 5 mốc thời gian của hồ sơ. Giai đoạn thứ nhất của hồ sơ là khi hồ sơ tại Sở Di trú USCIS. Từ 2 cho đến 4 tuần sau khi cô chú và các anh chị nộp hồ sơ bảo lãnh I-129F, thì chúng ta sẽ nhận được một lá thư biên nhận của Sở Di trú là I-797C. Trong đó sẽ có mã biên nhận hồ sơ, thông thường là WACIOE kèm theo một dãy số. Thư này còn gọi là thư báo số 1, NOA1. Tiếp theo đó thì từ 3 cho đến 6 tháng để Sở Di trú họ xem xét hồ sơ của cô chú và các anh chị. Sở Di trú họ sẽ xét chấp thuận, xét bổ sung hoặc là từ chối hồ sơ bảo lãnh. Nếu như hồ sơ được chấp thuận hoặc là được kiểm tra, Sở Di trú họ sẽ gửi tiếp một lá thư là thư thông báo số 2, còn gọi là NOA2, thư I-797. Nếu như hồ sơ được chấp thuận, thì chúng ta sẽ bước qua giai đoạn thứ 2 của hồ sơ, là hồ sơ tại NVC, Trung tâm Thị thực. Từ 1 cho đến 2 tháng sau khi hồ sơ được chấp thuận, thì hồ sơ sẽ được chuyển qua cho Trung tâm NVC. NVC họ sẽ cấp case number là mã số hồ sơ cho chúng ta, thông qua một lá thư còn gọi là thư welcome của Trung tâm Thị thực NVC. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua tiếp giai đoạn thứ 3 là hồ sơ tại lãnh sự quán. Sau khi chúng ta nhận được thư của NVC cấp case number thì chúng ta chờ 1 đến 2 tháng để hồ sơ được chuyển về cho lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Sau khi lãnh sự quán nhận được hồ sơ thì lãnh sự quán sẽ có gửi một lá thư về cho người được bảo lãnh tại Việt Nam, còn gọi là thư Packet 3 từ lãnh sự quán hoặc là BKT3, gói hướng dẫn làm hồ sơ với lãnh sự quán. Và lúc này đây thì chúng ta sẽ làm hồ sơ theo sự hướng dẫn của lãnh sự quán. Tiếp theo, ở mốc thời gian thứ 5, đối với diện K1 thì lịch hẹn phỏng vấn sẽ do anh chị tự đặt với lãnh sự quán trên hệ thống của lãnh sự quán. Do đó lịch hẹn phỏng vấn sớm hay trễ sẽ tùy theo anh chị chọn book lịch ngày nào. Điều kiện để cô chú và các anh chị mở hồ sơ bảo lãnh diện K1. Yêu cầu chung của diện bảo lãnh K1 đó là: thứ nhất, người bảo lãnh phải có quốc tịch Mỹ. Người thẻ xanh hoặc là thường trú nhân sẽ không được bảo lãnh diện này. Thứ hai, cặp đôi phải kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ khi người được bảo lãnh nhập cảnh vào Mỹ. Thứ ba là việc kết hôn là phải tự nguyện. Và thứ tư là cặp đôi phải có gặp mặt ngoài đời trực tiếp ít nhất là một lần trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh. Đối với điều kiện này thì cô chú và các anh chị có thể xin yêu cầu miễn trừ nếu như chúng ta có lý do đặc biệt để không thể gặp mặt được. Chúng ta cần ghi một lá thư giải thích
Tuy nhiên thì thông thường sẽ không khuyến khích cho việc này bởi vì hồ sơ có thể bị sở di trú họ từ chối. Các giấy tờ cần nộp cho sở di trú khi mở hồ sơ bảo lãnh diện K1. Các hồ sơ của người bảo lãnh cần nộp. Thứ nhất là điền đơn I-129F, còn gọi là đơn bảo lãnh. Điền đơn G325A là thông tin tiểu sử cá nhân. Tiếp theo là đơn G1145 là để nhận thông báo từ sở di trú khi sở di trú đồng ý nhận hồ sơ. Hai ảnh thẻ visa 5x5cm. Bằng chứng là công dân Mỹ như là khai sinh, quốc tịch hoặc là passport Mỹ. Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của cuộc hôn nhân trước đó nếu như có. Giấy đổi tên nếu có. Bằng chứng gặp mặt trong vòng 2 năm, ví dụ như cùi vé máy bay, hình chụp chung, hóa đơn khách sạn. Giấy cam kết kết hôn trong vòng 90 ngày. Và nộp timeline là bản tường trình về mối quan hệ của hai người, trong đó sẽ miêu tả hoàn cảnh hoặc các mốc thời gian hai người đã gặp nhau ở ngoài đời trong vòng 2 năm qua. Giấy tờ người được bảo lãnh ở Việt Nam cần nộp. Đơn G325A, thông tin tiểu sử cá nhân. Hai ảnh thẻ visa 5x5cm. Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân. Giấy ly hôn hoặc là giấy chứng tử của cuộc hôn nhân trước nếu như có. Và cô chú và các anh chị cũng lưu ý là tất cả các văn bản giấy tờ nếu như không được viết bằng tiếng Anh thì chúng ta cần phải dịch ra tiếng Anh để nộp cho sở di trú, kèm theo chữ ký xác nhận của người dịch và công chứng sang tiếng Anh. Quy trình xử lý hồ sơ diện K1. Ở giai đoạn thứ nhất là khi hồ sơ tại sở di trú USCIS. Sau khi cô chú và các anh chị nộp hồ sơ bảo lãnh từ 2 cho đến 4 tuần, sở di trú họ sẽ nhận được hồ sơ và họ sẽ gửi một cái lá thư biên nhận là Notice of Action 1 I-797C về cho người bảo lãnh, còn gọi là NOA1. Tiếp theo thì sở di trú họ sẽ kiểm tra hồ sơ bảo lãnh. Nếu như đủ điều kiện, họ cho chấp thuận, thì họ sẽ gửi một lá thư là Notice of Action 2 là I-797, còn gọi là NOA2 về cho người bảo lãnh. Và sau đó thì hồ sơ của chúng ta sẽ được sở di trú chuyển qua cho NVC là trung tâm thị thực. Còn nếu như khi kiểm tra hồ sơ mà sở di trú họ yêu cầu phải bổ sung thêm bằng chứng hoặc giấy tờ khác, thì sở di trú họ sẽ gửi một lá thư là I-797E về cho người bảo lãnh để chúng ta bổ sung thêm bằng chứng yêu cầu. Ở giai đoạn thứ 2 tại trung tâm thị thực NVC, sau khi hồ sơ được sở di trú chuyển đến cho trung tâm thị thực NVC, NVC sẽ cấp một mã số case number kèm theo một dãy số về cho người bảo lãnh. Ở giai đoạn này thì cô chú và các anh chị cũng lưu ý là diện K1 sẽ không giống với các diện bảo lãnh khác ở giai đoạn thứ 2 này. Đối với các hồ sơ bảo lãnh diện khác thì hồ sơ sẽ làm với NVC tiếp tục là làm 6 bước NVC trước khi hồ sơ được chuyển đến cho lãnh sự quán để phỏng vấn. Còn đối với diện hồ sơ K1 thì cô chú và các anh chị sẽ không làm với NVC mà chúng ta sẽ nộp hồ sơ cho lãnh sự quán như là đóng phí, đặt lịch hẹn phỏng vấn, nộp DS-160. Do đó thì ở phần này thì chúng ta sẽ chủ động để làm chứ chúng ta không chờ NVC mở hồ sơ. Và ở phần này thì cô chú và các anh chị cũng lưu ý sau khi hồ sơ được sở di trú chấp thuận từ 3 cho đến 4 tuần thì chúng ta cần chủ động liên hệ với NVC để chúng ta xin case number. Vì có một số trường hợp thì NVC họ không có gửi thư về cho người bảo lãnh trong đó case number, cho nên chúng ta chờ sẽ bị mất thời gian. Để liên hệ với NVC thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta gọi điện thoại theo số điện thoại này. Trước khi gọi điện thoại cho NVC thì chúng ta chuẩn bị một số thông tin của hồ sơ như là ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh, mã số biên nhận của hồ sơ receipt number và ngày hồ sơ được sở di trú chấp thuận NOA2. Và cách thứ hai là chúng ta gửi ask NVC để xin thông tin case number. Cách gửi thư ask NVC cho NVC thì Điệp cũng đã có chia sẻ ở video clip trước. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo lại video clip đó nha. Ở giai đoạn thứ ba của hồ sơ là hồ sơ tại lãnh sự quán. Sau khi cấp case number, NVC sẽ chuyển hồ sơ về cho lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lãnh sự quán nhận được hồ sơ từ NVC,
lãnh sự quán sẽ gửi cho người được bảo lãnh một thư hướng dẫn gọi là Package 3, còn gọi là PKT3. Trong thư này thông thường sẽ bao gồm thư hướng dẫn. Cô chú và các anh chị cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành các thủ tục liên quan tiếp theo. Một giấy copy I-129F và một lá thư hướng dẫn về nạn bạo hành gia đình. Ở giai đoạn thứ 3 này, cô chú và các anh chị cũng lưu ý. Trong trường hợp nếu như đã qua 2 tháng sau khi có mã HCM từ NVC gửi, mà cô chú và các anh chị vẫn chưa nhận được gói hướng dẫn từ lãnh sự quán gửi, có thể vì lý do thất lạc hoặc là thiếu sót từ lãnh sự quán, thì chúng ta có thể liên lạc với lãnh sự quán để hỏi xin nhận gói hướng dẫn PKT3 này thông qua đường link này. Và chi tiết cách điền đơn gửi với lãnh sự quán thì Đẹp sẽ chia sẻ ở video clip sau. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm video clip đó nếu như chúng ta cần liên hệ với lãnh sự quán. Để hoàn thành xong một hồ sơ bảo lãnh diện K1 thì chúng ta sẽ cần phải đóng một số chi phí cho chính phủ Mỹ. Đây là chi phí mà chúng ta sẽ đóng cho chính phủ, chưa tính phí dịch vụ hoặc là luật sư nếu như chúng ta có thuê để làm hồ sơ. Tổng cộng cho các bước này thì chúng ta sẽ đóng khoảng $2,465. Đây là mức chi phí ở thời điểm hiện tại. Các chi phí này ví dụ như là chúng ta đóng cho đơn bảo lãnh I-129F, đơn xin cấp visa, phí khám sức khỏe, phí chích ngừa và phí cấp thẻ xanh. Cô chú và các anh chị lưu ý, nếu như hồ sơ của chúng ta có con đi cùng là diện K2, nếu như K2 đi theo K1 đến Mỹ thì K2 phải hoàn thành xong các thủ tục và quy trình giống như K1. Tức là bao gồm điền DS-160, đóng lệ phí xin thị thực, chuẩn bị toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu và tham dự phỏng vấn. K2 sẽ không được áp dụng tính CSBA là tính tuổi trẻ em, cho nên nếu như K2 đã trên 21 tuổi thì sẽ không đủ điều kiện để đi định cư. Vì vậy không nên đặt lịch hẹn phỏng vấn nếu như K2 đã trên 21 tuổi. Thị thực K2 chỉ có thể được cấp trong vòng 1 năm kể từ ngày thị thực K1 được cấp cho đương đơn chính. Lợi ích của diện bảo lãnh K1. Visa K1 tạo cơ hội để có thể thử trải nghiệm cuộc sống Mỹ trong vòng vài tháng trước khi quyết định kết hôn. Bảo lãnh diện K1 giúp cho các cặp đôi vì một số lý do nào đó mà không thể kết hôn ở nước ngoài, nhưng vẫn có thể kết hôn tại Mỹ, ví dụ như diện LGBT. Thời gian làm hồ sơ diện K1 nhanh hơn so với thời gian bảo lãnh các diện khác, ví dụ như diện vợ chồng CR1 hoặc là IR1. Người có visa K1 có thể mang theo con đi cùng, trẻ em đi cùng phải dưới 21 tuổi và chưa kết hôn. Sau khi đến Mỹ thì diện K1 có thể nộp hồ sơ xin giấy phép đi làm ngay lập tức. Các lý do thường bị từ chối cấp visa K1. Lý do đầu tiên là người bảo lãnh không nộp đủ các giấy tờ theo yêu cầu cùng với đơn xin bảo lãnh chung một lần. Lý do thứ hai là người bảo lãnh không nộp đủ bằng chứng chứng minh là họ đã gặp nhau trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin bảo lãnh. Không nộp đủ hoặc là nộp thiếu bằng chứng thuyết phục về việc không thể gặp nhau trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin bảo lãnh. Không nộp bản tuyên thệ chung hoặc trong bản tuyên thệ chung không nêu rõ ý định sẽ kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ ngày người được bảo lãnh sang Mỹ. Có giả mạo giấy tờ hoặc là việc xin visa này là nhằm mục đích khác hơn là mục đích kết hôn. Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi phỏng vấn diện K1. Lãnh sự quán thông thường sẽ hỏi thông tin về cá nhân và gia đình. Ví dụ như, hôn phu hôn thê của bạn tên gì, ngày sinh, nơi sinh. Hôn phu của bạn hiện đang ở bang nào, ở đó đã được bao lâu rồi, đang ở với ai. Hôn phu hôn thê qua Mỹ diện nào, đi năm bao nhiêu, ai bảo lãnh qua. Họ tên của người bảo lãnh, trước khi đi Mỹ thì ở đâu. Nếu đi vượt biên thì đã đi năm nào. Đi qua đảo nào, ở trại tị nạn nào, ở đó bao lâu? Bạn biết gì về hôn phu hôn thê của bạn? Hai người quen nhau như thế nào, có ai giới thiệu hay không? Gia đình hôn phu hôn thê có bao nhiêu anh chị em? Liệt kê tên tuổi, tình trạng hôn nhân, đang sống ở đâu? Còn đi học hay là đi làm? Ba mẹ của hôn phu hôn thê hiện đang sống ở đâu? Nếu mất, nhớ nêu rõ lý do, mất năm nào, ở đâu. Tình trạng hôn phu hôn thê đã kết hôn hay sống chung như vợ chồng với ai trước đây hay chưa? Họ tên tuổi của vợ chồng trước.
hai người quen nhau như thế nào, kết hôn ở đâu, khi nào, sống với nhau được bao lâu, ly thân năm nào, ly hôn năm nào, lý do vì sao ly hôn, nêu cụ thể. Bây giờ vợ chồng cũ đã có gia đình mới hay chưa, đang ở đâu? Có con cái đi chung hay không? Bao nhiêu người con chung? Tên tuổi của các con? Hiện đang sống với ai? Có gia đình hay chưa? Các con còn đi học hay không? Học lớp mấy? Ngành gì? Trường nào? Nếu đi làm thì làm gì? Làm ở đâu? Hôn phu hôn thê bạn có gặp con riêng hay không? Bao lâu gặp một lần? Có chu cấp hàng tháng cho con hay không? Chu cấp bao nhiêu một tháng? Hôn phu hôn thê của bạn có theo đạo hay không? Hôn phu hôn thê của bạn có bạn bè thân hay không? Tên gì? Nghề nghiệp? Quen biết nhau như thế nào? Bao lâu? Hôn phu hôn thê của bạn tốt nghiệp phổ thông trung học hồi nào? Ở đâu? Hôn phu hôn thê bạn hiện đang làm gì? Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mức thu nhập một tháng. Công ty có bao nhiêu người làm? Tên một vài đồng nghiệp làm chung. Trước công việc này thì làm gì? Kê khai công việc từ khi qua Mỹ tới giờ, công việc hiện tại bây giờ như thế nào? Khi đi phỏng vấn visa diện K1 thì có những kinh nghiệm như sau. Chúng ta chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, hạn chế trả lời lan man, nói những vấn đề không liên quan tới câu hỏi. Nếu không nghe rõ câu hỏi thì chúng ta có thể lịch sự hỏi lại một lần nữa. Viên chức lãnh sự họ sẽ không đánh giá cao các câu trả lời sai mục đích được hỏi. Nên nghe hết câu hỏi của viên chức lãnh sự, không nên ngắt lời khi câu hỏi đang được hỏi. Và luôn nhớ rằng, sự thật là quan trọng nhất. Nếu như chúng ta không chắc chắn về một trường hợp nào đó thì chúng ta nên trả lời sự thật là chuyện gì đang xảy ra và giải thích về vấn đề đó. Các giấy tờ mang theo khi đi phỏng vấn nên là giấy tờ xác thực và là giấy tờ gốc. Mọi yếu tố từ giấy tờ, bằng chứng mối quan hệ, câu trả lời khi phỏng vấn thì đều phải trung thực. Vì mọi hành động mang tính lừa dối đều không qua mắt được sự kiểm soát chặt chẽ cũng như là kinh nghiệm giải quyết hồ sơ nhiều năm của các viên chức lãnh sự, họ đã được đào tạo rất chặt chẽ. Điệp hy vọng là qua video clip này, cô chú và các anh chị sẽ có thêm thông tin về diện bảo lãnh K1, bảo lãnh hôn phu hôn thê, diện đính hôn và LGBT. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nhé. Hoàn toàn miễn phí và cũng như là để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.